Chào các bạn. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những tính năng của virus giúp bạn quản lý đội xe của mình trong thời gian thực. Trong video trước, chúng ta đã có được lộ trình tối ưu cho đội xe. Để theo dõi quá trình làm việc của từng người giao hàng theo thời gian thực, bạn hãy vào tab điều hướng. Chọn vào người giao hàng để hiện ra lộ trình của họ. Như bạn thấy ở đây trên giao diện này, mỗi người giao hàng sẽ có hai dòng. Dòng thứ nhất tương ứng với lộ trình mà hệ thống virus đã giao cho họ. Dòng thứ hai là lộ trình mà nhân viên giao hàng đi trong thực tế. Cả hai dòng này đều tương ứng với thời gian cụ thể như ở trên này. Như ở đây, virus đã cho nhân viên giao hàng Nguyễn Long làm việc từ 7:30 tới 16:15. Từ 7:30 tới 8:50 là thời gian soạn hàng ở kho, sau đó nhân viên sẽ đi tới từng điểm giao hàng, tương ứng với thời gian cụ thể ở trên. Những cửa hàng được biểu hiện bằng các ô to này, nghĩa là đơn hàng ở đó lớn, mất nhiều thời gian dỡ hàng hơn. Ví dụ đơn hàng này, nặng tới 411kg. Còn các cửa hàng trong các ô nhỏ này, nghĩa là đơn hàng ở đó nhỏ và mất ít thời gian dỡ hàng, như đơn hàng này, chỉ nặng 14kg. Biểu tượng màu đỏ này nghĩa là kho. Trong trường hợp kho xuất hiện trên lộ trình, thì điều đó nghĩa là nhân viên giao hàng cần quay về kho để lấy thêm hàng, vì xe đó không thể chở tất cả số hàng của ngày. Trong khi nhân viên giao hàng làm việc, bạn có thể bấm vào nút xem lại để xem lại quá trình giao hàng cho đến thời điểm hiện tại. Vào cuối ngày, bạn có thể bấm nút này để xem lại quá trình giao hàng của cả ngày. Với ứng dụng trên điện thoại, người giao hàng chỉ cần chụp ảnh để check-in ở cửa hàng và bạn có thể thấy ngay điều đó trên giao diện web. Người giao hàng mới check-in ở cửa hàng thứ hai, tuy nhiên thời gian ở đây đã không tương xứng với thời gian mà hệ thống virus đã tạo ra từ đầu. Đi kèm với vị trí là ở cửa hàng chị Hồng thì còn bao gồm cả hình ảnh chứng minh người giao hàng đã tới được cửa hàng. Trong trường hợp người giao hàng check-in ở ngoài phạm vi cho phép, hay nói cách khác là check-in ở sai vị trí đã giao, thì hệ thống virus sẽ có thông báo ở ngay đây. Tuy nhiên vừa rồi tôi đã check-in ở cửa hàng thứ hai, nhưng vị trí của tôi là ở đây, cho nên hệ thống đã hiện ra thông báo check-in sai tọa độ ở ngay trên giao diện này. Vậy là qua video này, bạn đã học được cách quản lý đội xe trong thời gian thực. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.